Ngày hôm qua 25 tháng 12, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ để xử lý Phạm Vũ Linh, 20 tuổi, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Chi Tôn về hành vi giả danh công an. Trước đó tối 24 tháng 12, Công an thành phố Long Xuyên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên mặc quân phục giống công an ngồi trong quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên có biểu hiện nghi vấn nên lập tức đến hiện trường. Tại đây, công an phát hiện Linh đang mặc quân phục công an, đeo hàm thượng sĩ. Người này sau đó được mời về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận bộ quân phục trên được một người bạn tặng. Chiều 24 tháng 12, Linh mặc bộ quân phục đi đến thành phố Long Xuyên uống cà phê để giao ai và không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, người này còn thừa nhận từ lúc có bộ quân phục công an đã nhiều lần xuống thành phố Long Xuyên để chơi và dẫn đường cho xe cứu thương 3 lần. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.